Xin chào, tao là mày nhớ shop điện tử công nghệ cao online 0865 68226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc bật lửa mã là K9 bạn nhé. Đó, thì đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ bạn mua hàng nhé. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc thân camera bật lửa này. Đó, đây sẽ là cái phần thân của camera bạn nhé. Đó, và đây sẽ là cái phần đánh lửa này. Đây, các bạn sẽ gắn nó như này này. Đó, đánh lửa đấy bạn vẫn có thể đánh như bình thường nhé. Đây. Đó, các bạn vẫn có thể châm thuốc đốt cháy như bình thường. Đó, và đi kèm theo sản phẩm sẽ gồm có một chân USB giúp các bạn có thể là lưu trữ dữ liệu. Khi mà các bạn muốn lấy dữ liệu ra thì các bạn sẽ thông qua cái đầu USB này để các bạn lấy dữ liệu bạn nhé. Đó, và một cái mắt để các bạn có thể che mắt camera đằng sau. Đó, các bạn sẽ che mắt camera đằng sau cái bật lửa này các bạn nhé. Và một cái khay chọc SIM. Khay chọc SIM này giúp các bạn có thể là reset camera này, cũng như là khi mà các bạn gắn thẻ nhớ vào thì những bạn không móng tay thì bạn sẽ thông qua cái khay chọc SIM này các bạn gắn nó dễ hơn bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc bật lửa K9 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh TV Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh TV Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng ở điện thoại rồi các bạn kết nối camera rồi dùng thôi bạn nhé. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang chiếc bật lửa K9 này. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối với điện thoại nhé. Đó, đây, phần dưới đây sẽ mắt camera bạn nhé. Đó, bên cạnh mắt camera đây sẽ là nút để giúp bạn là bật mở thiết bị này. Bật thiết bị thì bạn sẽ dí liền khoảng 2 giây. Còn khi mà tắt thiết bị thì bạn sẽ dí liền đây khoảng 7 đến 8 giây sẽ là tắt nguồn thiết bị nhé. Đó, thì cái lỗ bên sườn đây sẽ là lỗ báo đèn này. Khi các bạn bật nguồn thiết bị lên nhá thì thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ mờ mờ đây. Đó, nhìn rất là khó phát hiện. Đó, các bạn phải nhìn thật kỹ mới rõ mới phát hiện được. Đó, và cái lỗ này cũng là lỗ reset luôn bạn nhé. Khi các bạn dùng đâu bị đơ hoặc là các bạn muốn kết nối wifi khác để xem từ xa thì bạn sẽ dí vào một nút reset này để reset camera nhé. Đây sẽ là cây cắm thẻ nhớ đây và đây sẽ là đầu USB để giúp các bạn có thể là cắm sạc thiết bị này. Đó, để cắm sạc thiết bị nhá thì bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái cốc sạc điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái cốc sạc điện thoại như này thôi là có thể sạc pin được thiết bị luôn bạn nhá. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào trong thiết bị nhá. Thẻ nhớ thì bạn sẽ gắn theo chiều như cho mình. Đó, bạn sẽ úp chiều mặt đồng vào trong, sau đó bạn sẽ lấy cái khay chọc SIM thì các bạn sẽ gắn thẻ nhớ nó dễ hơn. Đó, các bạn sẽ chọc xuống. Đó, nó kêu tạch một cái như này là thiết bị đã nhận thẻ nhớ rồi bạn nhé. Sau đó bây giờ để sử dụng thiết bị thì bạn sẽ bật nguồn thiết bị lên, bạn sẽ dí liền khoảng 2 giây. Đó, thì các bạn sẽ để ý bên trong này thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ đây, rất là mờ mờ, rất là khó phát hiện bạn nhé. Đó, sau đó mình sẽ gắn vào. Đó, thì nhìn như này thì không ai có thể phát hiện được ra đây một chiếc camera rất là kín đáo. Đó, thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng điện thoại là ứng dụng Lock Cam. Bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn ra vào cửa App Store tải. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa hàng Seven Play nhé. Các bạn gõ vào ô tìm kiếm và gõ cho mình ứng dụng là Lock Cam này. Đây, các bạn tải cho mình ứng dụng là Lock Cam này. Đó, thì mình đã tải sẵn ứng dụng này về điện thoại rồi. Sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài máy chính nhé. Đó, thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào cài đặt điện thoại. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục nào Wi-Fi. Đó, thì camera ngụy trang thì trước bật lửa K9 này sẽ phát cho mình một mã wifi có chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là Lock Cam các bạn vừa tải về. Đó, sau đó bạn sẽ chọn một cancel nhé. Khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi vay online. Bạn xem thì các bạn sẽ chọn một chữ online này. À, mình sẽ quay cam này chốt cho bạn xem nhé. Rồi các bạn sẽ chọn một cancel thôi. Nào. Hình ảnh rất là nét luôn bạn nhé. À, bạn nào muốn bật tiếng lên thì bạn sẽ chọn mình cái loa. Alo luôn. Do camera và cái điện thoại của mình đang gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh.
Còn khi mà các bạn đã kết nối xong từ xa rồi thì cái tiếng gọi như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn loại máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Đó. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu video. Đó. 3 giây, 4 giây, 5 giây các bạn nhé. Các bạn muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa. Nó sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lock cam. Tiếp theo thì hai hình tam giác này sẽ là giúp các bạn có thể là đảo chiều nhảy này, sang trái sang phải này, đảo chiều lên xuống bạn nhé. Khi camera bạn quay một cái góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh nó thuận như này thì bạn sẽ không cần dùng tới bạn nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trời. Chế độ mặt trời đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng cao lên này, cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Bạn có thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi bạn nhé. À, mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Đây. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trăng. Chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Khi bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì hình ảnh rất trở về đen trắng và phạm vi các bạn quay ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé, nó rất là xa. Và đặc biệt là khi bạn quay ban đêm thì cái mặt camera này nó sẽ không quát sáng, nên là các bạn quay yên tâm là không bị phát hiện đâu. Đó. Tiếp theo sẽ là các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì các bạn sẽ bấm lần nữa là hình ảnh sẽ trở về ban ngày. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080 sẽ là giúp các bạn là chọn cái độ phân giải ảnh ở đây, thì độ phân giải ảnh tối đa sẽ là 4K bạn nhé. Khi bạn chọn độ phân giải lên thành 4K thì hình ảnh rất là nét luôn, và cam di chuyển đến đâu là hình ảnh sẽ tới đó bạn nhé, nó sẽ không bị chậm nhưng mà không bị giật gì hết. Đó là vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang mình trước bật lửa K9. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt chung ở trong cái ứng dụng là nó cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cái đặt này sau bạn sẽ chọn vào mục là device setting. Trong một device setting này thì ứng dụng sẽ hiện tổng quan tất cả những các mục cài đặt trong này, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này nhé. Mục SDK, mục password trước đi. Mục password đây sẽ là giúp các bạn có thể là đổi mật khẩu của camera. Thì mật khẩu mặc định của camera này bạn sẽ nhập là 123456 nhé. Đó là mật khẩu mặc định của camera. Tiếp theo lưu password bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Confirm là bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới, rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của camera bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting. Trong mục SDK setting này sẽ là giúp các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ, thì bạn sẽ kích hoạt đấy lên. Đó, sau đó bên dưới này các bạn sẽ chọn mục là video duration, là bạn sẽ chọn cái độ dài của video ở đây. Thì độ dài của video của sẽ có 4 chế độ nhá, 3, 5, 10 và 30 phút. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút thì camera sẽ tự động lưu video là 5 phút một file, cứ 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhá. Mà các bạn chọn 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Nó sẽ tự động lưu video vào cho các bạn, chia nhỏ ra thành từng file có độ dài như vậy. Tiếp theo sẽ là một total này. Total đây sẽ hiện dung lượng bộ nhớ của camera. Thì vừa rồi mình gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào, thì ở trong này sẽ hiện dung lượng bộ nhớ là 29995MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới này. Format sẽ là giúp các bạn là xóa tất cả dữ liệu đi. Bạn nào muốn xóa đi thì bạn chọn mục là OK, mà các bạn không đồng ý xóa các bạn chọn cancel nhé. Tiếp theo nữa là mục wifi setting này. Trong wifi setting này thì cái camera ngụy trang này trước bật lửa K9 này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera này ở đâu thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu mà thôi. Rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G thôi là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Khi nhập mật khẩu xong thì bạn cho một OK là được bạn nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang này trước bật lửa K9. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí nước bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Vinang Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hòa nào vào cho mình, và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.